Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ những kiến thức tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Được sự trợ duyên bởi thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, vậy là những chúng ta khi bước vào những ngày cuối cùng của tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, không ít những sự kiện xui xẻo vẫn tiếp tục xảy ra với 12 con giáp. Vận đen vẫn liên tục bủa vây. Đây là những con giáp vô cùng xui xẻo, trong công việc luôn bị đồng nghiệp chơi xấu, cấp trên đè đầu cưỡi cổ, trong ngoài không yên, trong ngày 23 tháng 9 âm lịch. Vậy đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị cùng kênh Phong thủy Gia Cát theo dõi ngay sau đây. Một, tuổi Sửu. Người tuổi Sửu phải chịu tác động của cục diện tương phá nên khó có thể đạt được mục tiêu đã đề ra trong ngày hôm nay. Bạn cần phải cẩn thận trước những đồng nghiệp ngoài mặt thì sờ lờ, nhưng sau lưng thì âm thầm giở trò phá hoại. Người làm kinh tế cũng cần hạn chế đưa ra những quyết định làm ăn lớn, bởi có những nguy cơ tiềm ẩn bạn chưa hề nhận ra. Tốt nhất hãy dành thêm thời gian để đánh giá tình hình cũng như năng lực của bản thân. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Trong ngày 23 tháng 9 âm lịch này, do bị hung tinh ảnh hưởng, người tuổi Sửu không có ý hại người nhưng lại dễ bị người hại, mưu sự không thuận lợi ngay từ đầu. Dù bản thân luôn tâm niệm không xen vào chuyện không liên quan đến mình, nhưng con giáp này luôn bị kéo vào vòng xoáy cạnh tranh, đấu đá một cách vô tình. Thêm vào đó, do tâm lý bất ổn nên bản mệnh có xu hướng tự thu mình lại, tránh đám đông. Tâm tư tình cảm không thoải mái cũng là một nguyên nhân kéo hiệu quả công việc giảm sút. Người làm đầu tư càng phải thận trọng, kẻo rơi vào bẫy của kẻ xấu. Hãy chú ý quản lý túi tiền thật chặt, đừng tin tưởng lầm người rồi lĩnh hậu quả khi giao chứng cho ác. Trong chuyện tình cảm, các cặp đôi đang trong thời gian tìm hiểu xuất hiện một vài mâu thuẫn trục trặc, nhất là những cặp yêu xa, thời gian dành cho nhau không nhiều, xa mặt cách lòng, tình cảm cứ thế nguội dần. Các cặp vợ chồng cũng khó tránh khỏi cảnh cơm ăn chẳng lành, canh chẳng ngọt. Nhiều muộn phiền về tâm lý khiến con giáp này sinh giận hờn, khơi mào chiến tranh với bạn đời. 2. Tuổi Dần. Các chuyên gia tử vi tâm linh dự báo mộc khắc thổ khiến người tuổi Dần gặp mâu thuẫn trong vấn đề tình cảm. Có thể bạn đang đứng trước một mối quan hệ tay ba mà không biết phải giải quyết thế nào mới hạn chế được tối đa các tổn thương. Với người đã lập gia đình, sự thiếu lắng nghe khiến quan hệ vợ chồng ngày một lạnh nhạt. Hai người chỉ chú tâm vào công việc của riêng mình mà ít dành thời gian cho nửa kia. Cứ tiếp tục thế này, bạn sẽ tạo cơ hội để kẻ thứ ba xuất hiện đấy. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Tỷ Kiên cũng góp phần gây thêm rắc rối cho sự nghiệp của bản mệnh. Con giáp này tự cô lập bản thân với mọi người xung quanh, nên nay gặp phải rắc rối, mọi người cũng chỉ bàng quan chứ không thực sự muốn giúp đỡ bạn. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 3. Tuổi Thìn. Theo dự báo của các chuyên gia tử vi học, cục diện tự hình khiến người tuổi Thìn thường xuyên than thân, trách phận mỗi khi gặp rắc rối. Tuy nhiên trên thực tế, bạn chẳng có hành động tích cực nào để giải quyết khó khăn cả. Nếu bạn tiếp tục duy trì tình trạng này, công việc sẽ chỉ càng thêm bế tắc mà thôi. Đây là lúc con giáp này nên dũng cảm, nhìn nhận và đánh giá những gì đã qua, từ đó rút ra bài học đánh giá để không phạm phải trong tương lai. Bên cạnh đó, Thổ Vượng cũng khuyên những người làm lãnh đạo cần phải hạ cái tôi cá nhân xuống để nhìn nhận vấn đề trước mắt chính xác hơn. Đừng cho mình là người tài giỏi, có thể nắm bắt bản chất của mọi vấn đề mà bỏ qua lời góp ý của người khác. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an.
4. Tuổi Ngọ. Trong ngày 23 tháng 9 âm lịch, bị thương quan ngăn trở, người tuổi Ngọ làm việc gì cũng khó, có thể bản mệnh sẽ bị cấp trên gây khó dễ. Ngoài ra, đồng nghiệp cạnh tranh cũng là một trong những yếu tố khiến công việc của bản mệnh tiến triển thêm phần khó khăn. Tuy nhiên, con giáp này đừng vội nghĩ đến chuyện bỏ cuộc nhé. Bởi xét trên phương diện tích cực, khó khăn góp phần rất lớn để tôi luyện cho bạn trở thành người bản lĩnh hơn. Hãy giữ cho mình những suy nghĩ lạc quan. May mắn hỏa sinh thổ là dấu hiệu cho thấy người thân luôn ở bên và ủng hộ bạn. Hãy tâm sự với họ những điều bạn còn vướng mắc. Có thể người nhà sẽ giúp bạn thấy nhẹ nhõm hơn hoặc chỉ cho bạn những hướng đi đúng đắn. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Ngọ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 5. Tuổi Tuất. Người tuổi Tuất phải chịu ảnh hưởng lớn lao của cục diện tương xung. Bạn làm gì cũng vấp phải sự phản đối của bạn bè, đồng nghiệp. Có đôi khi bạn cảm thấy mình không thuộc về nơi này và muốn từ bỏ mọi thứ để bắt đầu lại. Tuy nhiên, trước khi oán trách người khác, bạn cũng cần tự nhìn nhận lại bản thân mình. Có thể hành động trước nay của bạn không được lòng mọi người xung quanh. Bạn đã đắc tội với nhiều người từ lúc nào mà không hay. Ngoài ra, trong ngày thổ vượng, bản mệnh cần phải chú ý nhiều hơn đến sức khỏe, tránh làm việc quá sức dù bạn vẫn còn trẻ tuổi đi chăng nữa. Nếu cơ thể của bạn có dấu hiệu cảnh báo, hãy đi khám chữa ngay, đừng chần chừ nữa khiến bệnh trở nên nặng. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tuất cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 6. Tuổi Hợi. Những thành tích mà người tuổi Hợi gặt hái được lại chính là nguyên nhân khiến bạn dễ rơi vào tầm ngắm của những kẻ tiểu nhân, sẵn lòng ghen ghét. Tình trạng tranh quyền đoạt thế hay cạnh tranh không lành mạnh có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nếu bạn không nhanh chóng xử lý hết những vấn đề đó thì e rằng họa thị phi khó tránh. Vận trình tài lộc của người tuổi Hợi đang có dấu hiệu dậm chân tại chỗ khi các nguồn thu nhập chính và phụ đều không tăng đáng kể. Bản mệnh cần có cách cân đối chi tiêu, nếu không dễ rơi vào cảnh cháy túi. Đồng thời tốt hơn hết, con giáp xui xẻo này nên tập trung thời gian làm công việc chính, đừng ôm đồm quá nhiều việc phụ mà ảnh hưởng đến chất lượng việc chính. Trên phương diện tình cảm, người đã kết hôn nên cẩn thận đào hoa dữ, phá hỏng hạnh phúc gia đình. Nếu đôi bên có điều gì mâu thuẫn thì cần nhanh chóng giải quyết, chớ để cho kẻ thứ ba có cơ hội chen chân. Với người độc thân, nếu chưa sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ nghiêm túc, bạn cũng nên rõ ràng mọi chuyện, đừng lấp lửng kẻo tự mua dây buộc mình, thậm chí còn ảnh hưởng tới danh tiếng của bản thân. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Hợi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích hơn nữa. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Mọi thắc mắc của quý vị hãy để lại comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số điện thoại 0989 34 9119 để được tư vấn chi tiết. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất của kênh và để đừng bỏ qua bất kỳ video thông tin mới nhất nào của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.